Này, hôm nay có bé Sushi ở kế bên nhà mình nha. Thấy bác của mình nhấp những cái bông hoa còn lại sau khi chơi Tết á, lật đật chạy về nhà lấy cái kéo qua nhấp tiếp bác ba nè. Đây, đây là một nghệ nhân trong tương lai nha anh em. Còn nhỏ nhưng mà thích làm những việc của người lớn. Đây. Đó, sau khi anh em chơi hoa xong á, anh em nhấp những cái hoa, những cái búp này bỏ đi, xong rồi anh em mua cơm cát nè, hoặc là N3M hoặc là gót 2, anh em pha, anh em tưới dưỡng rễ lại. Rồi khi mà tưới dưỡng rễ đó, mình sẽ chừa lại một miếng nước thuốc đó, mình sẽ phun hết trên toàn thân của cây mai của mình sau khi mình đã cắt tỉa những cái búp xanh này xong. Nè anh em xem nè, những cái mầm nè, những cái mầm nè rất là li ti nè, nè nó sẽ ra nè, trong vòng một tuần 10 ngày là nó sẽ ra những cái chồi lá nè. Anh em xem nè, đây thấy không, trong khi mà nó ra những cái chồi lá như nè, anh em nhớ nha, xịt sâu và bỏ chỉ thường xuyên 3 đến 4 ngày anh em xịt sâu với bọ chỉ nha, để không thôi cái con sâu với bọ chỉ nó sẽ ăn những cái lá non này nè, cây của mình sẽ lâu lại sức nha, với cái lá nó không đẹp. Rồi anh em có thể pha thêm cái thằng Gidomin hoặc là cái thằng Anvin pha với cái liều lỏng, anh em xịt ngay từ bây giờ nè, khi những cái lá mà nó lên xanh già rồi đó, cái lá của mình sẽ rất là đẹp nha anh em. Dạ, thằng mến chào anh em nha.